Tựa game Thế Giới Mở luôn là tựa game được nhiều người chơi ưa chuộng bởi vì nó khiến cho người chơi khám phá được thế giới trong đó, cảm giác như là mình đang sống trong thế giới đó vậy. Và các bạn đang tìm cho mình 10 tựa game xuất sắc nhất trong làng game Thế Giới Mở. Đánh trúng chỗ rồi đấy. Mình lực tốt việc sẽ cho các bạn biết được 10 tựa game Thế Giới Mở hay nhất hiện nay nhé. Can you hear the drum? Number 10, Batman Arkham City. Batman Arkham City là một game phiêu lưu hành động thế giới mở. Trong game này, bạn sẽ nhập vai và Batman sẽ chống lại thế lực đen ở thành phố Arkham và có cả Joker nữa. Được thừa hưởng những gì hay nhất từ Batman Arkham Asylum, bạn sẽ được sử dụng những vũ khí của Batman để leo trèo, bay lượn và hạ gục đối thủ. Hệ thống combat thì phải nói thật rất đã tay, cảm giác giống như là bạn đang nhập vai vào Batman thật sự vậy. Batman Arkham City đã được danh hiệu là một trong những game hay nhất trong top 5 những game 2011. Number 9, Assassin's Creed 4 Black Flag. What the devil? Là một game được làm bởi Ubisoft ở công nghệ thứ 3. Trong trò chơi này thì bạn sẽ được nhập vào Edward Kenway, một cướp biển đã đi tìm cho mình một cuộc sống giàu sang. Bạn sẽ được khám phá một cuộc hành trình của cướp biển, chống lại hải quân và những tên cướp biển khác để có thể nâng cấp đoàn thuyền của mình trở nên mạnh hơn. Ở trên đất liền thì vẫn là những lối chơi mang phong cách Assassin's Creed như là Steel và hệ thống combat truyền thống, leo trèo, parkour, đao kiếm và đặc biệt hơn là bạn có thể đi truy tìm kho báu ở vùng biển Caribe này. Number 8, Far Cry 3. Surprise, motherfucker! You didn't think I need your comeback. I am so disappointed! Far Cry 3 không chỉ được nằm trong top những game FPS hay nhất mà còn nằm trong những game thế giới mở nữa. Tựa game được mệnh danh là FPS hay nhất năm 2012 và cũng là con gà đẻ trứng của Ubisoft. Thế giới trong Far Cry 3 rất đẹp và sinh vật đa dạng, đặc biệt là mình rất thích hệ thống đất biển của Far Cry 3. Cốt truyện trong game rất hấp dẫn và lôi cuốn, nhân vật phản diện thì khó thể nào quên được. Bạn có thể tự do chiến đấu theo nhiều cách như là lén lút, trực chuyện, thậm chí là bạn có thể dùng cả thú vật để chiến đấu. Bạn có cả một kho vũ khí để thỏa sức chiến đấu tung hành ở hòn đảo Rook Island này. Number 7, Minecraft là một game rất nổi tiếng ở trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam. Đây là một game đã khai mở cho rất nhiều những tựa game sinh tồn hiện nay. Một trò chơi mà trong đó tất cả mọi thứ đều được thiết kế bằng những khu vùng có độ phân giải thấp. Thế giới trong Minecraft được sắp xếp ngẫu nhiên và vô tận, có nhiều thứ để khám phá. Tuy rằng game này không có một mục tiêu và một câu chuyện rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết được rằng là ban ngày bình yên, ban đêm nguy hiểm. Nhưng xây dựng và khám phá trong Minecraft đã tạo ra một hiện tượng nghiện ở lứa tuổi trẻ ở Việt Nam và thế giới. With no rules to follow,
this adventure. It's up to you. Number 6, Fallout series. Thực sự thì phiên bản Fallout nào cũng rất hay và khó có thể lựa ra một trò chơi cụ thể, nhưng mình đã suy nghĩ và quyết định đưa tựa game Fallout 3 ra làm đại diện cho dòng game Fallout, bởi vì Fallout 3 nó đã tạo ra mầm mống cho cả dòng game Fallout sau này. Nó đã khiến cho người chơi hiểu ra được thế giới trong Fallout hơn. Cuộc phiêu lưu của Fallout 3 đầy rẫy sự nguy hiểm, chết chóc ở mọi nơi, chất phóng xạ ở rất nhiều khu vực, và những con vật và những con người bị đột biến gen do những vụ nổ hạt nhân gây ra, và bạn sẽ gặp gỡ những cái người đang sinh tồn trong thế giới đầy khắc nghiệt này. War. War never changes. Number 5, Metal Gear Solid The Phantom Pain. Đó là tựa game siêu phẩm Steel cuối cùng của thánh Hideo Kojima. Phiên bản này đã thêm vào trong game đó là một thế giới mở to lớn để người chơi có thể thoải mái Steel theo nhiều cách. Bạn sẽ được nhập vào Big Boss và bạn có những nhiệm vụ mang tính chất quân sự để bạn thực hiện. Giống như những phiên bản trước, đó là những cơ chế lén lút để đánh bại kẻ địch và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bạn không chỉ có một mình để làm nhiệm vụ nữa đâu. Bạn sẽ có những đồng đội đi theo cùng bạn, ví dụ như là Quiet, T-Dog, Walker, để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh gọn nhất. Nói chung, đây có thể là game hay nhất trong dòng game Metal Gear Solid, nhưng Kojima bây giờ không còn phụ trách nó nữa rồi. Liệu Konami có làm nó trở nên mất chất hoặc nó sẽ cháy không? Mong là không. Number 4, Red Dead Redemption. Rockstar Games luôn tạo ra những tựa game thế giới mở và cho người chơi những trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn với thế giới của nó. Đây có thể là một trò chơi được gọi là một GTA của những năm 1900. Bạn sẽ được nhập vào John Marston, một kẻ đang sống ngoài phòng pháp luật và đang cố gắng đoàn tụ gia đình của mình. Trong game, bạn sẽ chống lại chính phủ thời đó đang làm những việc xấu và những người Mexico nữa. Từ bối cảnh và nhiệm vụ trong game đã làm cho nhiều người chơi cảm thấy rằng nó có thể sánh ngang hoặc hay hơn cả GTA 5. Một điều đáng tiếc cho những game thủ PC là không thể chơi được trò này, bởi vì trò này đã được độc quyền trên console và cả phiên bản thứ hai cũng vậy. Hên xui một ngày nào đó, game nào có thể được phát hành trên PC hoặc là có thể được giả lập trên PC. Hello, man. Looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Number 3, The Witcher 3 Wild Hunt. Some fight for glory, justice, or gold. I fight for those I hold dear. I'm Geralt of Rivia, The Witcher. Dòng game The Witcher được gọi là một tăng binh đáng gờm cho nhiều tựa game thế giới mở hiện nay. CD Projekt Red đã tạo ra game The Witcher 3 vào năm 2015 và nó đã đạt được là danh hiệu game hay nhất 2015. Một thế giới mở cực kỳ rộng lớn, rất lớn luôn ấy. Mẫu nơi mang một phong cách rất đẹp và rất chi tiết. Bạn sẽ nhập vai vào một Witcher tên là Geralt đang trên con đường nhiệm vụ của mình. Bạn sẽ có một cuộc chuyến hành trình phiêu lưu đầy thú vị, đầy những quái vật, phù thủy và quân lính địch, vân vân. Và có rất nhiều thứ hay ho khám phá ở trong cái thế giới trong The Witcher 3. Đây là tựa game có rất nhiều ending, phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Thực sự game đã có thể đứng vị trí cao hơn, nhưng về mặt tên tuổi của nó vẫn thua hai tựa game này sau đây. What are you doing? Killing.
Number 2, GTA 5. Sweet mother shit. Như những gì mình đã từng nói thì GTA San Andreas hay hơn GTA 5. Nhưng vì theo thời đại nên mình sẽ cho GTA 5 vào. Hiện tại GTA 5 là tựa game thế giới mở nổi tiếng nhất và được chơi nhiều nhất trong tất cả tựa game thế giới mở hiện nay. Thành phố Los Santos đã trở nên chân thật hơn rất là nhiều so với tựa game GTA San Andreas. Đây là lần đầu tiên mà bạn có thể được trải nghiệm 3 nhân vật chính chứ không phải một như những phiên bản trước. Mỗi nhân vật sẽ được chơi những nhiệm vụ phù hợp với tính cách của nhân vật đó, và khi 3 nhân vật hợp sức lại thì nhiệm vụ càng trở nên gay cấn hơn gấp bội, mang phong cách điện ảnh hơn và chân thật hơn, đã mắt hơn, epic hơn. Los Santos đã được đầu tư đến mức mà bạn có thể nhìn thấy nó rất là giống thật ở ngoài đời. Trước khi đến với top 1 tựa game hay nhất của dòng game thế giới mở thì mời các bạn xem qua phần Horrible Mansion, những tựa game hay khác. Good to be the president. Number 1, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Trong tất cả các loại game thế giới mở và nhập vai thì chưa có một game nào có thể mang lại cho người chơi một cảm giác tự do mà Skyrim mang lại. Đến với Skyrim là một thế giới rất đẹp, từ những khu rừng, thành thị và những dòng sông đẹp đẽ, những hang động bí ẩn. Người chơi sẽ được nhập vai vào một anh hùng để ngăn chặn con rồng Aladdin. Trong chuyến hành trình đó thì bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện xảy ra đối với nhân vật mà bạn đang chơi. Thế giới trong Skyrim đang trong một cuộc chiến tranh, mâu thuẫn xảy ra ở rất là nhiều nơi và các xã hội ngầm nữa. Tựa game này biết cách khuyến khích game thủ khám phá thế giới, nói chuyện với NPC, nhiệm vụ trong game nào hoàn thành như thế nào đều do bạn quyết định. Bạn được tự do làm tất cả những điều mà mình muốn làm, bất kỳ thời điểm nào và hậu quả bạn nhận được đó là gì thì bạn sẽ tự chịu lấy. Skyrim đã mô phỏng được một thế giới fantasy hoàn toàn xuất sắc và có thể chân thật hơn cả GTA 5 nữa. Các bạn hãy chơi game nào với phiên bản Việt hóa nhé, đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video top 10 game thế giới mở của Lật Top Việt. Hãy nhớ nhấn like, subscribe và share video nhé. Nếu bạn có một ý kiến gì đó hoặc top những game gì đó mà bạn muốn mình làm thì hãy comment ở phía dưới nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của channel Lật Game Việt. Bye bye.